trên thị trường thì có rất là nhiều các cái thương hiệu họ phân phối các cái dòng đồng hồ cao cấp. Thế nhưng mà cái sự quyết định để cho khách hàng trải nghiệm ấy chính là con người. Và anh Tiệp là một trong số những người mà chị rất là gọi là yêu quý và trân trọng ấy. Đấy, thế nên là chị cảm thấy anh rất là có tâm. Quyết định là sẽ trải nghiệm nhiều nhiều các cái sản phẩm của bên em. Đây là em nó xinh xinh ha. Em cảm giác cái mặt này nhỏ hơn cái mặt em đang đeo không? Mặt màu đen thì bao giờ nó cảm sẽ giác cảm giác mặt đen. Phiên bản gốm ceramic đen này thì được làm chất liệu gốm, được làm trong ngành vũ trụ và hàng không. Đấy, được áp dụng trên chiếc đồng hồ sang trọng như này để tạo cho mình cảm giác rất là cá tính một chút. Vậy cái nền đen của chiếc đồng hồ này được trải xước làm cho mình cảm thấy được trầm ấm hơn, nó khỏe khoắn hơn và tạo được điểm nhấn nó nhẹ nhàng hơn cho đồng hồ bằng cách là người ta chặt là đính chất kim cương bên ngoài gồm 62 viên kim cương, chất liệu kim rất là sáng và bên trong được làm bằng chất liệu bằng đá. Đá jasper đỏ được tìm thấy ở Ấn Độ hoặc là Brazil thì được các chế tác của người Nga người ta đưa về và chế tác lên chiếc đồng hồ sang trọng này vì nó mang một ý nghĩa thì cho người đeo đó là nó sẽ chữa bệnh để cho những người đeo này. Tức là giống như đá phong thủy luôn, phong thủy mang lại sự may mắn. Và mỗi viên đá này nó đều có sự đặc biệt là có vân đá riêng và có những loại chị xem về mặt bên trong này nó sẽ hơi đỏ và hơi đen một chút nghĩa là do cái viên đá này nó có vân rất là đẹp. Ngày xưa khi mà em nhìn cái Richard Mille này là em không thích. Tức là em thấy nó kiểu bị hầm hố quá. Thế nhưng mà sau này lúc mình bắt đầu mình chơi thì mình nghiền. Đầu tiên tôi nghĩ rằng là khi mà đeo những cái đồng hồ này thì phải mặc rất là cá tính. Nhưng mà bây giờ bánh bèo vẫn dùng và kể cả mặc áo dài vẫn dùng luôn. Tức là ngày xưa là em sẽ có cảm giác là cái này rất khó phối đồ ha. Bởi vì là thực ra em là một đứa rất bánh bèo. Thế nếu mà bây giờ mình mặc đồ bánh bèo mà mình dùng cái này thì sao? Nhưng bây giờ thì em thấy rất là ok. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái style của mình cả. Đây mọi người nha. Nếu mà mọi người có nhu cầu mua sắm đồng hồ hàng hiệu thì mọi người có thể ghé qua Boss Luxury. Đó, cùng với một người anh mà Trang rất là yêu quý và trân trọng, đó là anh Tiệp, để được tư vấn trải nghiệm và được phục vụ một cách tuyệt vời nhất. Đó. Chị rất là hài lòng với dịch vụ ở bên Boss Luxury bởi vì chị cũng đã trải nghiệm một vài bên rồi. Nhưng mà chị nghĩ là cái văn hóa và cái phong cách cũng như là cái tầm nhìn của bên em nó rất là tốt nên là sẽ còn phát triển và phát triển nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị.